nhánh ba trái nè, ba trái nè, trái lớn nè. Ôi nó đẹp nè. Trái này lớn nè, về trồng vài bữa chín ăn luôn nè quý anh chị, khỏi cần mất thời gian đi mua đi chợ mua nữa nè. Hi, xin chào quý anh chị thân mến, chào mừng quý anh chị đã trở lại với cơ sở Hoa Kiển Hùng Thi. Thì khác với những cái video khác thì hôm nay Hoa Kiển Hùng Thi dành riêng một cái video này nha quý chị ơi, giới thiệu cho quý anh chị một số mặt hàng cây ăn trái mà bên em đang cung cấp nha. Cây vú sữa rất là tuyệt vời luôn nha quý anh chị, hàng bên em đang cung cấp cây trái với số lượng lớn luôn. Cây giống này hiện tại nó cao khoảng tầm 40-50 xăng nha quý anh chị. Đó, vú sữa Mica nha, quá nhiều quá đẹp luôn quý anh chị ơi, cây phát triển cực kỳ tốt luôn nha. Đó, hàng ngàn cây luôn nha quý anh chị, hàng ngàn cây vú sữa luôn, đang phát triển cực kỳ tốt luôn. Mình về mình trồng thì rất là nhanh có trái luôn nha quý anh chị, hàng rất là tuyệt vời đó. Lá của nó nè rất là xanh mướt, rất là tốt luôn nha quý anh chị, mình nhìn thôi là mình biết cây nó tốt rồi nha. Nó cái lá của nó cực kỳ đẹp luôn. Cây lớn nè quý anh chị, cây này là những cái cây lớn nè đó quý anh chị, nó cao khoảng tầm 1m 1m2 luôn đó, quá chừng nó đẹp luôn quý anh chị ơi. Nó cây nó phát triển cực kỳ tốt luôn nha, nó cho cái này mình trồng nó dạng này thì nó có hoa nè quý anh chị thấy không, cây nhỏ vậy nó có hoa nè, mình về mình mua về mình trồng rất là nhanh có trái luôn đó, rất là tuyệt vời luôn ha. Thêm một cái loại mặt hàng cây ăn trái và cây uống luôn được luôn nha quý anh chị, đó cây dừa nha. Này, dừa xiêm lùn, hiện tại bên em đang cung cấp giống dừa xiêm lùn đó, rất là tuyệt vời luôn nha, với số lượng cũng rất là nhiều luôn nha quý anh chị ơi. Đó, cây hiện tại nó cao cũng khoảng tầm là 50-60-70 xăng đó quý anh chị, rất là nhiều xay luôn đó, cây rất là tuyệt vời luôn, cây phát triển cực kỳ tốt luôn nha quý anh chị ơi. Nè, cây trên mét nha, cây rốc nhánh lá rất là tuyệt vời luôn, rất là đẹp luôn đó. Cây me này thì mình mua về mình trồng thì không có sợ nó mất sức nha quý anh chị, tại vì nó đang nằm trên chậu rồi đó, hàng nó thuần chậu, rễ nó thuần chậu rồi, mình mua về mình cứ một là mình đặt xuống đất mình trồng, hai là mình thêm chậu lớn thôi thì cây nó phát triển cực kỳ tốt luôn nha quý anh chị. Mình cần mua những cái loại cây ăn trái thì mình cứ gọi cho em sẽ tư vấn cụ thể cho quý anh chị luôn, và rất là nhiều mặt hàng cây ăn trái đang chờ mình luôn nha quý anh chị ơi. Đó, rất là tuyệt vời luôn ha. Thì tiếp theo em sẽ giới thiệu đến mọi người cái giống ổi nha quý anh chị. Cây giống cũng là phát triển rất là tốt luôn. Đó, cây như thế này thì mình về mình trồng, nó cao lên tí xíu nữa là nó có trái rồi nha quý anh chị. Ổi này rất là nhanh có trái luôn. Đó, cây này thì hiện tại nó tầm khoảng là 40-50 xăng á. Cây này mình mua về mình trồng nó lớn xíu là nó có trái à. Cái giống này rất là nhanh có trái luôn nha. Đó, cây phát triển cực kỳ là đỉnh luôn á nha cả nhà ơi, đỉnh rất là đỉnh luôn nha. Cây phát triển cực kỳ tốt luôn. Hàng này là hàng nằm trong chậu sẵn rồi, quý anh chị mua về mình có thể trang trí những cái khu vườn nhà mình nè, sân vườn, mình trang trí những cái villa, mình làm cái tạo cảnh của nó cũng rất là đẹp. Thì ngoài vẻ đẹp ra nó còn cho trái ăn rất là ngon luôn nha. Một giống cây có muối nha quý anh chị ơi, đó là bưởi nha quý anh chị. Đây, bưởi hiện tại bên em đang cung cấp hàng này nó khoảng 80 một mét nha quý anh chị. Cây phát triển cực kỳ tốt, lá của nó xanh mướt luôn nè quý anh chị. Cái lá như thế này là cây cực kỳ tốt nè, nó cho lá non nè quý anh chị. Thì mình mua về mình trồng cũng rất là nhanh có trái luôn. Hàng này thì bên em cung cấp rất là nhanh có trái luôn nha, chứ không phải như bưởi hồi xưa mà lớn thì lớn mới có trái nha quý anh chị. Bây giờ là cây nhỏ nhỏ cũng có trái luôn nha. Đó, bưởi rất là nhiều luôn, cây nhỏ cũng có, cây lớn cũng có luôn. Wow, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Cây giống này thì mình mua về mình trồng thì còn gì bằng nữa cả nhà. Đó, cây lớn này nè. Cây này thân của nó lớn. Nè, cái mũ sẵn quý anh chị thấy không? Thuần chậu rồi nè. Rễ của nó mạnh lắm. Đó, mua về mình trồng nha. Đó, mình trang trí sân vườn nhà mình, trồng có bóng mát, rồi có trái mình ăn ha. Cũng rất là tuyệt vời, chính tay mình trồng ra thì mình cảm thấy rất là vui khi ăn được trái đó ha. Đó, nho thân gỗ bên em cung cấp nhiều xay chậu khác nhau. Đó, hàng này thì cao khoảng tầm 50-60. Rồi, có 70-80 mét cũng có luôn, rồi có hàng lớn, hàng khủng cũng có luôn. 2 mét, 3 mét. Rồi, đang có trái cũng có luôn. Đó, cái nào cũng có hết trơn luôn quý anh chị. Đây, dạng này là cao khoảng tầm 50-60 nè quý anh chị. Thì mình mua về mình thay vô một cái chậu ha, trồng thời gian nữa nó ra trái độc lạ đẹp, ăn được luôn. Đặc biệt nó ra trái rồi nhìn nó độc lạ lắm quý anh chị. Đó, cây phát triển là cực đỉnh luôn nha. Một lô này nó khoảng tầm vài ngàn cây luôn á quý anh chị. Hàng này nè, hôm nay em xuất nhiều cho khách lắm rồi. Hàng này khách rất là ưa chuộng luôn. Đó, phải tầm ngày vài ngàn cây nè quý anh chị. Mình có nhu cầu mình mua về mình trồng làm vườn nè, cho khách tham quan chụp ảnh, hoặc là mình mua về mình trồng chơi, số lượng lẻ số lượng lớn thì bên em cũng cung cấp đầy đủ cho mình luôn nha quý anh chị ơi. Thân gỗ trên mét luôn nha, hàng này hàng lớn nha quý anh chị. Hàng này là mình về mình dưỡng là có trái liền luôn nha. Đó, hàng này em găm ủ sẵn trong chậu như thế này nè quý anh chị, mình mua về mình trồng không có bao lâu rồi sẽ có trái, tại vì nó lớn lắm rồi. Cây này nó cao khoảng tầm 1,5 mét luôn rồi, bằng em luôn nè quý anh chị ơi. Đó, quá đẹp luôn nè.
hàng này, cái lô mét rưỡi này em còn khoảng tầm 300 cây nữa thôi nha quý anh chị ơi, nhanh nhanh chốt đơn nha, 300 cây nữa thôi, quý chị mua sỉ mua lẻ gọi em nha. Đó, hàng này nè, lô này 300 cây nữa, lô này quý anh chị mua về mua trồng đâu có bao lâu nữa đâu là có trái, cây quá đẹp luôn quý anh chị, cây khỏe cực kỳ, quá đẹp. Ồ, cái nhánh của nó quá trời quá đất luôn nè quý anh chị ơi, nó cái cây phát triển cực kỳ tốt, cho nhánh về hiện nhanh có trái lắm nha quý anh chị. À, kế bên bưởi đó đó là quý anh chị thấy cái lá vàng vàng xanh xanh đó chính là vú sữa hoàng kim nha quý anh chị ơi. Đó, vú sữa hoàng kim hiện tại bên em đang cung cấp giống chuẩn luôn nha, giống chuẩn vú sữa hoàng kim luôn, rất là tuyệt vời luôn nha. Cây cao 50, 70, 1 mét cũng có luôn, và hàng lớn, hàng một cốt lớn vài mét bên em cũng có luôn. Đó, rất là tuyệt vời luôn nha. Vú sữa hoàng kim nha cả nhà ơi, vú sữa hoàng kim nha. Đó, cái lá của nó hơi vàng vàng xanh xanh, thì khi mà cho trái thì nó khác với những cái loại vú sữa bình thường, đó là nó cho một cái màu vàng rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Hàng này mà mình về mình trồng mình ăn trái cũng rất là ngon, rất là đỉnh, và đặc biệt nhìn nó rất là lạ mắt. À, nó có một cái màu vàng rất là tuyệt vời luôn, nó mình về mình trưng mình trồng trong nhà mình, Tết đến xuân về mà nó nở rộ ra một chùm vàng gì, tưởng tượng nó may mắn biết bao nhiêu cả nhà ơi. Nhìn vô là mê liền quý anh chị ơi, nhìn vô mê luôn đó. Cây sapoche nha quý anh chị, đây một cây mấy chục trái luôn nè quý anh chị, em mua về có trái ăn liền luôn ha, khỏi dưỡng thôi vậy chân nè. Một nhánh ba trái nè, ba trái nè, trái lớn nè, ôi nó đẹp nè, trái này lớn nè, về trồng vài bữa chín ăn luôn nè quý anh chị, khỏi cần mất thời gian đi mua, đi chợ mua nữa nè. Đó, chín ăn liền luôn ha. Còn cây nào cũng có trái lớn hết trơn nè. Đó, các nhà thấy không? Trái này là đỉnh quá đỉnh đây nè. Về vài bữa nó già nó chín ăn luôn. Đó, bên cạnh đó thì nó còn rất là nhiều trái nhỏ xung quanh, cây hơn 10 trái luôn quý anh chị. Đó, cái cây giá yêu thương mà trái quá trời trời trái luôn. Nè, cây này mà 30 trái luôn nè. Một chùm 4 trái nè. Quá trời quá đất. Quá đẹp. Ôi, mê quá cả nhà ơi. Cái này mua về mình trồng ha, có trái mình ăn liền luôn, mà cây này trồng sân vườn mình trang trí. Đặc biệt cái giống này nó rất cực kỳ là siêu trái luôn nha quý anh chị ơi. Rất là dễ ra trái mà ra trái rất là nhiều luôn nha. Hôm nay em vừa em xuất cái lô này cho khách cũng mấy trăm cây á quý anh chị, rồi sẵn em khoe với cả nhà luôn. Thì cả nhà mình có nhu cầu muốn mua hoặc là tìm hiểu về những cái loại này thì cứ alo cho em nha. Rồi, bây giờ mình qua bên đây mình xem một cái loại này quý anh chị, cái trái tắc là trái hẳm đó quý anh chị, mà cái giống này thì nó hơi lạ hơn bình thường xíu, là cái lá nó hơi dài hơn và cái trái nó cũng dài nè quý anh chị thấy không. Đó, hàng này mình trưng Tết ha, nó nở rộ ra gì nè, vàng khè luôn, may mắn sắp đến nè quý anh chị ơi. Nè, một cây nó rất là nhiều trái luôn nha quý anh chị, nè trái non của nó nè. Ồ, hàng này là hàng Tết nè quý anh chị, này mình mua về mình trồng mình trưng rất là tuyệt vời luôn nha. Thì ngoài cung cấp cái loại cây ăn trái để mà trưng Tết ra thì bên em còn cung cấp luôn những loại hoa trưng Tết rất là rực rỡ luôn. À, ví dụ như hoa màu gà nè, cúc mâm soi, cúc đồng tiền, cúc tiger, vạn thọ, mãn đình hồng, những cây sắc pháo nè, dạ yến thảo nè, vân vân rất là nhiều luôn quý anh chị ơi. Bên em cung cấp toàn quốc cho quý anh chị sỉ và lẻ luôn nha. Quý anh chị mình cần mua những hay là muốn tham khảo những cái loại mà cúc hay là vạn thọ mình về mình trưng Tết mình bán lại mình trang trí thì mình cứ gọi cho em tư vấn cụ thể cho quý anh chị nha. Rất là cảm ơn quý anh chị rất là nhiều, thời gian qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ Hoa Kiển Hồng Thy nha. Thì ngoài cung cấp cây kiển ra, bên em là Hồng Thy chúng em trực thuộc công ty Hoa Kiển Ngân Cường, trực thuộc khu du lịch miệt vườn hết bên Hồng Thy nha quý anh chị ơi. Gần đến Tết rồi, quý anh chị mình có yêu thương Hoa Kiển Hồng Thy mình nhớ ghé khu du lịch miệt vườn hết bên Hồng Thy mình trải nghiệm những trò chơi dân gian nè. Ngoài đó bên em còn một cái khu ăn uống nè, ăn những món đồng quê nè, một khu mua sắm những cái đặc sản của đất Sen Hồng và khu mua sắm kiển luôn nha quý anh chị ơi. Có một khu để cho quý anh chị mình tham quan những cái loại kiển đẹp nè, rồi mình yêu thích thì mình mua về mình trang trí nhà cửa luôn nha, rất là tuyệt vời luôn nha quý anh chị ơi. Và bây giờ em xin tạm dừng cái clip tại đây nha. Chúc cả nhà luôn luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong cuộc sống và luôn gặp nhiều may mắn nha.